Vâng, ai Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Thì hiện tại giờ quý cô chú anh chị ơi, Duy Minh thấy có rất là nhiều bà con cô bác đến đây để viếng mộ chú trong ngày hôm nay. Thì mẹ của anh Hiếu cũng vừa gửi tặng lọc cho tất cả các anh em có mặt ở tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị. Mỗi người được một cái phong bì, trong đó có 100.000 quý cô chú anh chị. Một lần nữa Duy Minh rất là cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cho cô năm mới an khang thịnh vượng, thật là nhiều sức khỏe ha. Đó. Hôm nay cũng có khán giả đến nữa nè quý cô chú anh chị. Màu cậu đẹp không cô? Quá ok. Em cũng chào chị nha. Chị mấy cô đến đây dạ cúng vậy. Là ai cúng? Khán giả trong ngày nào cũng cúng, ngày nào cũng có khán giả đến. Rồi một là gửi trực tiếp ở đây, hai là gửi qua mấy anh em á, liên hệ với mấy anh em gửi cúng. Rất nhiều cô. Cái cô từ đâu đến đây cô? Đồng Nai hả? Qua Đồng Nai. Mình đưa tiễn ai đến đây hay sao chị? Cái đưa tiễn hai em ở trong đây, dạ. Ủng hộ ra đây để ngắm. Ngắm hồn này, chị có năm hồn hả? Cô biết chú Hà Sa nữa không con? Biết chứ. Cô biết cái bài người điên, ủa người sai biết yêu không con? Năm hùng nè, hệ thủy năm hùng chồng của bà Thanh Hoa, ba của chị Thanh Tâm. Dắt cô đi vòng vòng á anh. Ai mà biết đến chú Hà Sa cũng không thể nào mà không biết đến cái bài mà người say biết yêu. Đó. Lấy phong bì của em đó. Lấy đi nè nha. Ừ, lấy đi. Gửi cho anh Toàn, nay lấy thiếu anh Toàn. Nay không có thằng Toàn. Đúng rồi. Nay có mặt anh Toàn để mà gửi cho anh Toàn. Cho nó đủ luôn. Anh em đảm bảo anh. Gửi cho anh Toàn ha. Gửi cho anh Toàn luôn, tại em có anh Toàn đây. Đúng rồi. Đây là quay nè, hiện đây nè. Nó thấy anh Toàn vô anh cắt cỏ. Này, anh gửi cho anh cắt cỏ đó. Chip là đâu cũng được. Bỏ vô xe nó lịch sự chứ. Tại vì cái tàu cũng bị những bộ cốc xe vậy đó rồi. Gửi cho anh Toàn luôn đi. Nãy không có anh Toàn đây ha. Anh Toàn ở đây, giờ thấy anh Toàn. Mẹ của anh Toàn, ở quê mới vô lên dưới mồ cậu á. Món quà để mà Tết. Dạ. Chúc gia đình con là sức khỏe và hạnh phúc của gia đình. Nó mẹ của em anh rồi. Chọn đang làm cỏ ha. Làm cỏ hả? Nãy không có anh. Nãy không có anh Toàn. Kia thì không có anh. Bây giờ anh mới vô á. Xong rồi nha, không còn ai nữa. Cô vô trong ấy ngồi đi con. Chung mát ngồi đi. Em xin phép ba. Dạ. Cô mát ngồi. Tí xíu 2 phút nữa. Rồi. Rồi. Dạ. Dạ. Rồi. 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 Rồi.
không có chuyện gì. Hay giả. Cô đi vòng vòng thấy sao con? Ở khu mộ cô tham quan hết chưa? Đi vòng vòng cũng không hết được, nhưng mà thấy mộ đây rất là đẹp, nghiêm chỉnh. Dạ. Nhất là cái khu mộ của chú ha. Khu mộ của chú là đủ còn ở đây chèm chép ngày nghe. Đẹp. Tụi con phải mỗi ngày mỗi phải tô điểm thêm á cô cho nó đẹp. Dạ. Dạ. À, trưa tầm khoảng 1 giờ 2 giờ là anh với mẹ về Sài Gòn. Thì đưa mẹ anh về Sài Gòn ha. Không, bây giờ mẹ chào coi bye bye con chú khán giả đi. Chào quý vị các khán giả trong nước ngoài nước. Cho con gửi thăm chú nha con, gửi thăm chúc sức khỏe chú. Dạ. Ráng 2 tháng chẳng rồi. Dạ. Chú. Anh em con sẽ gặp lại. 2 tháng nữa cô chú. Hai gặp lại qua bé biển dẫn sẵn. Từ lên cầu luôn. À cô chú. À, ngày 10 tháng 3 tụi em là Di Minh làm bánh chung là cái nhóm ngày xưa đi á. Là chung luôn nha mọi người, đi về quê một lần nữa trong tháng 3. Lần này là có chị Thu là với lại bạn chị Thu là hai cô bạn Thu nữa. Tổng cộng là 14 người á. Dư thay đổi anh Tâm. Bạn Tâm thì lần này bạn công tác bạn đi được. Thế vô đó là bạn của chị Thanh Long. Đó là một chị nữ. Lần này là Tâm không đi, mày nhớ anh Tâm không? Tâm ốm mà hay ngủ với cái giọng mày nhớ không? Mày ngủ giọng với con á. Ngủ cái giọng. Con phải chi hết rồi. Con tậu mà. Dạ Tâm nó hiền tự. Cô bạn nó an tâm rồi, Tâm nó kêu nó tiếp quá nó không đi tại nó bạn công việc rồi nó đi được. Lần này thì đặt vé đâu mẹ. Đúng rồi. Mùng 10 mình bay rồi đó. Được vé bay rồi đó. Dạ. 2 tháng chẳng đó. Đúng rồi, 2 tháng nữa. Bữa nay là 11 rồi. Thì cũng như 2 tháng đi. Mình đi về cái tháng nó êm cho mấy giá nó xuống biển rồi nó tạm cho biết mình tắm rồi. Mà mày phải đổ bánh xèo mực nha, mực tôm mực. Mình trung ngon lắm, bánh xèo mực tôm với trứng cút nữa ngon lắm. Cái xe đâu nó có mực tươi nè, có tôm nè, có trứng cút nữa là ngon lắm. Đã cho mọi người. Rất là tuyệt vời luôn ha. Anh em mình tắm biển á. Háo hức lắm. Lúc đó là biển nó êm nha. Tắm biển nó êm rồi vậy. Mà lần này mình phải tắm đại nha. Hôm trước gió dữ quá mình cũng đại gió được. Quá. Gió lần cũng... này nhất quyết phải cắm trại qua đêm ngủ qua đêm trải nghiệm ban đêm ở bãi biển nha. Dạ. Thôi hẹn cô chú anh chị tháng 3 nha. Cô đi về ngoại cũng con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Cô nhớ nhắn cho con hỏi thăm chú nha. Nó hỏi chú có nhớ gì mình không? Quên. Mẹ quên xách tay mắm bật cho cô. Cho con năm. Mẹ có mang chai mắm bật con lắm. Mắm bật hả? Tại lần này mẹ đi xe đò cho nên mẹ bỏ vô xe được. Hôm trước đi lên sân bay cái và gân ninh cái vị. Đâu có đi được. Bị thu lại đó. Đúng rồi. Mắm là tất cả các loại mắm là không được đem lên nha quý chị. Tặng cô Năm chắc trường vàng lấy mốt hay người kia con gửi cho cô Năm. Cô Năm lăng á. Dạ. Dạ anh xin phép dừng clip em nha cô chú. Mà mẹ vô trong mát ra. Đi, thôi vô đây ngồi chưa mẹ. Đó quý cô chú anh chị. Một ngày buổi sáng không rất là nhiều niềm vui ha quý vị, tại mẫu của chú nè diễn ra rất là nhanh. Sáng cúng hai mâm. Quý cô chú anh chị, một bên đây là chiên xoài nha đó. Xoài. Mẹ mua là chiên xoài đó. Mẹ mua chiên xoài bên đây là chiên cá quýt. Quýt. Là chiên quýt. Hai trái đây nè. Hai trái đây đó. Hai trái dưa lưới. Dưa lưới màu vàng và đây là táo. Táo với táo với cái gì ta? Táo với lại lê. Lê. Đó với đây nữa. Bánh. Thỉnh đi, thỉnh cho đi mời tụi nó đi. Chị phép còn nó cũng thỉnh nha, tại vì cũng buổi sáng rồi. Anh lấy nó đi. Đem bự cho mọi người. Đem ngoài kia cho mấy kia ăn đi. Mang vô kia mấy cầm con. Để cầm con mời cho mấy anh em kia. Đó quý anh chị. À Di Minh cũng xin kết thúc video tại đây ha quý anh chị, cho mình cũng cầm hai cái điện thoại để tải lên video lên cho bà con cô bác xem á. Mong bà con cô bác xem video đừng quên nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh Di Minh nha. Và bà con cô bác cũng nhớ qua trang fanpage Di Minh ha quý cô chú vậy, ở trên kênh YouTube á. Di Minh có để cái đường link ở trên cái màn hình, mong bà con cô bác ủng hộ Di Minh. Chia sẻ cho bà con cô bác cùng xem mỗi ngày em ở đây. Bây giờ thì Di Minh xin chào bà con, hẹn bà con lại một video tiếp theo ạ.